Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình bài robot đậu xe thông minh. Thì ở bài viết này thì nó khá là dài. Thì các bạn có thể là đợi các bạn đọc trước khi mà các bạn đọc kỹ cái bài này để xem là giải thích chương trình như thế nào trước khi các bạn tiến hành lập trình, hoặc là các bạn có thể là xem clip lập mình làm cái đoạn code này như thế nào, thì các bạn có thể xem trước rồi các bạn chạy thử. Và các bạn đọc lại những bài viết để xem hiểu rõ hơn là tại sao nó lại mình lại làm như vậy. Nào bây giờ mình cũng bắt đầu thôi nhé. Thì cái chương trình này nó sẽ đậu xe vào một cái vị trí trống trong ba vị trí này. Thì robot nó sẽ di chuyển theo line. Nó sẽ di chuyển theo line này. Nó sẽ đếm vạch. Nó sẽ đếm ba vạch thì để nó biết được là ba cái vị trí cần đậu xe. Rồi khi mà nó đến từng vạch đó, thì nó sẽ xoay qua phải để nó kiểm tra xem là ở cái ô đó nó có đã người đậu, có xe đậu chưa. Nếu đã có xe đậu thì nó tiếp tục nó đi tiếp. Nó quay lại nó tiếp tục đi tiếp sang cái ô tiếp theo. Nếu như ô tiếp theo mà không có ai đậu hết thì nó sẽ dừng lại. Đây, nó sẽ tiến vào trong cái ô đó nó đậu xe lại và nó kết thúc chương trình. Còn khi mà nó đi qua hết ba ô mà nếu mà ở ba ô này đều đã có xe đậu hết rồi thì nó sẽ chạy tới và nó dừng xe lại luôn. Nào, mình sẽ bắt đầu code nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái biến đếm giống như là bài trước. Chúng ta tạo một cái biến đếm để đếm cái số vạch đen mà robot đã đi qua. Thì đầu tiên mình sẽ cho cái số vạch đen này bằng 0. Tiếp theo để robot hoạt động thì mình sẽ yêu cầu là người dùng nhấn cái nút trên robot trước khi mà robot thực hoạt động. Thì khóa lệnh này khi mà bạn nhấn nút lên robot thì những cái khóa lệnh tiếp theo nó mới hoạt động được. Sau đó mình sẽ cho một cái vòng lặp. Ở trong cái vòng lặp này là những cái chương trình mà mình cần xử lý. Thì khi mà mình nhấn nút thì mình sẽ yêu cầu robot là nó sẽ di chuyển. Robot nằm ở đây. Robot sẽ di chuyển thẳng. Thì mình sẽ cho robot di chuyển. Di chuyển với một cái tốc độ là 30. 30. Thì khi mà nó di chuyển á, bây giờ mình nó di chuyển tới đây nó gặp vạch đen thì nó yêu cầu xử lý tín hiệu khi gặp vạch đen. Thì mình sẽ cho một cái điều kiện vào. Rồi bây giờ nếu như là đầu vào là cái cảm biến. Thì nếu như cảm biến mà nó phát hiện là nó đã chạm cái vạch đen rồi. Đây. Nó đã chạm vạch đen rồi. Thì nó sẽ quẹo phải, các bạn xem nè, gặp vạch đen này nó sẽ quẹo phải để đưa cái mắt đọc này về hướng cái đầu của robot về hướng này để nó đọc cảm biến siêu dọc khoảng cách. Thì mình sẽ cho robot quẹo phải một góc 90 độ. Rồi khi mà nó quẹo phải rồi thì bắt đầu nó sẽ đọc cái cảm biến khoảng cách để nó xem thử là phía trước nó đã có xe chưa. Đây, mình sẽ tiếp tục dùng một cái hàm. Ở đây mình nhìn kỹ là cái hàm ở phía trong này nè. Nó sẽ có một cái điều kiện và hai cái đầu ra. Thì mình sẽ dùng cái khóa lệnh là một cái điều kiện hai đầu ra. Thì bây giờ nó sẽ đọc cái cảm biến khoảng cách. Nếu mà cái cảm biến khoảng cách đây thì ở mấy cái khoảng mấy bài trước thì mình đã hướng dẫn là lấy như thế nào rồi. Thì nếu mà cái cảm biến khoảng cách nó nhỏ hơn 10 á, thì nếu mà cảm biến khoảng cách nhỏ hơn 10 tức là chỗ này nè, khoảng cách nè, nó đọc từ robot này tới robot này là 10 thì nó sẽ dừng lại, nó sẽ phát hiện là cái chỗ này đã có xe đậu rồi, thì nó sẽ quay lại, nó tiếp tục cái hành trình nó đi kiếm chỗ tiếp. Thì bây giờ nó sẽ vào di chuyển, các bạn chọn cho mình là quẹo trái. Thì nó khi mà nó phát hiện nhỏ 10 nó sẽ quẹo trái, hồi nãy mình quẹo phải nó quay đầu vô thì bây giờ mình quẹo trái để nó quay đầu ra. Và đồng thời là nó sẽ cộng đây vào biến nè, thì đồng thời nó sẽ cộng cái biến đếm lên 1, thì tức là nó đã kiểm tra vị trí ô số 1 rồi thì nó sẽ cộng vào cái vị trí này là 1. Tiếp tục là mình sẽ cho thêm một cái khóa lệnh là chờ cho đến khi và mình tạo bản sao này, thay đổi cái này. Thì các bạn hãy xem lại những bài trước về cảm biến khoảng cách để hiểu là
Mình sử dụng cái khối lệnh này để khi mà robot nó quay đầu lại, nó tiếp tục di chuyển á, thì nó vẫn phải bám theo cái đường lai dọc này, nó vẫn phải bám theo cái đường lai dọc này, thì khi đó thì mình cần phát cái mắt độc S2 và S3 nó phát hiện cái bạch đen. Rồi nếu như mà nó phát hiện, nếu như mà ví dụ nó nằm ở vị trí số 2 ở đây nè, nó không có xe, cái cảm biến khoảng cách nó lớn hơn, nó đọc là nó không nhỏ hơn 10, nó không nhỏ hơn 10 thì nó sẽ di chuyển tới phía trước trong vòng 1 giây, nó sẽ di chuyển tới phía trước trong vòng 1 giây. Đây, nếu lần trước nó không có xe nè, nó sẽ di chuyển tới trong vòng 1 giây, sau đó thì nó sẽ chờ 1 giây để nó xử lý, sau đó thì nó sẽ dừng di chuyển luôn. Nó dừng di chuyển luôn, tức là nó đã đậu được rồi thì nó dừng di chuyển, đồng thời là mình sẽ dùng cái khối lệnh là thoát để thoát khỏi tất cả các vòng lặp này, coi như là chương trình đã hoàn thành. Rồi trong trường hợp mà robot nó đi qua 3 điểm luôn, 3 điểm nào, 3 cái vị trí này, vị trí nào cũng có đã robot, cũng đã có robot đậu hết rồi, thì bây giờ mình phải tiếp tục dùng một cái hàm logic nếu để mình đếm. Mình sẽ đếm, nếu như mà mình sẽ so sánh, nếu như mà cái biến đếm này nè nó bằng 3, tức là nó đi ba, nó đã check, nó đã kiểm tra 3 cái vị trí đổ. Nếu như ba cả 3 vị trí này mà nó cái biến đếm này đã bằng 3 rồi đó, thì nó sẽ dừng lại luôn, nó sẽ chờ 1 giây, sau đó thì nó sẽ tiến ra ngoài một ít rồi nó sẽ dừng hẳn robot lại luôn. Rồi khi đó thì mình sẽ cho thoát chương trình luôn, là coi là robot nó không có bãi đỗ xe nữa, nó không thể nào nó kìm cái bãi đỗ xe hôm nay nó hết chỗ rồi, coi như là nó không còn chỗ nữa nên là nó dừng chương trình luôn. Đây mình sẽ dừng lại, thì đây là cái chương trình mình cần thực hiện. Bây giờ bạn hãy kết nối Xbox về lại chương trình và bắt đầu nhấn nút play để kiểm tra thử nhé. Chúc các bạn